tất thành chánh giác đệ thất Phật cáo A Nan nhĩ thời pháp tạng tỳ kheo thuyết thử nguyện dĩ dĩ kệ tục viết ngã kiến siêu thế chí tất chí vô thượng đạo tư nguyện bất mãn túc thể bất thành đẳng giác phục vi đại thí chủ phổ tế chư cùng khổ linh bỉ chư quần sanh trường dạ vô ưu não xuất sanh chúng thiện căn thành tựu bồ đề quả ngã nhược thành chánh giác lập danh vô lượng thọ chúng sanh văn thử hiệu câu lai ngã sát chung như Phật kim sắc thân diệu tướng tất viên mãn diệt dĩ đại bi tâm lợi ích chư quần phẩm ly dục thâm chánh niệm tịnh huệ tu phạm hạnh nguyện ngã trí huệ quang phổ chiếu thập phương sát tiêu trừ tam cấu minh minh tế chúng ách nạn tất xả tam đồ khổ diệt chư phiền não ám khai bị trí huệ nhãn hoạch đắc quang minh thân bế tắc chư ác đạo thông đạt thiện thú môn vị chúng khai pháp tạng quảng thí công đức bảo như Phật vô ngại trí sở hành từ mẫn hạnh thường tác thiên nhân sư đắc vi tam giới hùng thuyết pháp sư tử hống quảng độ chư hữu tình viên mãn tích sở nguyện nhất thiết giai thành Phật tư nguyện nhược khắc quả đại thiên ứng cảm động hư không chư thiên thần đương vũ chân diệu hoa Phật cáo A Nan pháp tạng tỳ kheo thuyết thử tục dĩ ứng thời phổ địa lục trùng chấn động thiên vũ diệu hoa dĩ tán kỳ thừa tự nhiên âm nhạc không trung tán ngôn quyết định tất thành vô thượng chánh giác